Xin chào tất cả anh em đến với kênh kẹo của Nhọc Ngọc trên VCP. Anh em mua hàng ngay trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Thì nhớ bên nhà em thì không kiểm kẹo, bên nhà em không kiểm không xem hàng. Anh em cảm thấy tin tưởng thì anh em đặt mua hàng, và không tin tưởng có thể đi shop khác. Bên nhà em thì chuyên kẹo trì, kẹo đóng máy, kẹo trì nhập giá rẻ phục vụ anh em. Mẫu em quay như nào em sẽ gửi hàng cho em như vậy, chứ không phải quay một kiểu gửi một kiểu, cam kết đúng hàng, đúng mẫu mã, chuẩn chỉ luôn cho anh em. Nói chung là tiền nào của đấy, mẫu quay như nào sẽ gửi hàng cho em như vậy. Đấy, hàng chuẩn, chất lượng cao đến với tay anh em, đến với tay người dùng. Còn số điện thoại em trên quảng cáo này 0829411281 nhé. Đấy, hôm nay sẽ giới thiệu về kẹo Sờ Lung 4.5 mà làm mưa làm gió thị trường Việt Nam và thị trường nước ngoài. Tại vì Sờ Lung bây giờ anh em hay sử dụng nhiều. Và bản đít lõm và đít bằng thì bây giờ nhà em có mấy bản? Bản đít lõm và đít bằng. Cái hàng đít lõm này thì bây giờ nói chuẩn với anh em là hàng đít lõm. Loại này thì đang độ đỉnh cao, tại vì em đặt lâu lắm rồi, bây giờ vừa rồi mới về. Đấy, lâu lắm rồi, bây giờ vừa rồi mới về. Thì đít lõm này làm rất chi lâu công. Loại này hiện tại em bán với giá là rất chi hợp lý, nhập bên kia về. Và cái chất chì nó cực kỳ ngon, chì là chì dây. Đấy, anh em thử trải nghiệm thử xem Sờ Lung 4.5 nó ra sao, độ ổn định nó như thế nào. Còn nói chung là tiền nào của đấy, giá tiền thì nói lên chất lượng của viên kẹo lên này, anh em yên tâm. Giá tiền sẽ nói lên chất lượng của viên kẹo lên này, anh em cực kỳ yên tâm. Đấy, chuẩn chỉ chất lượng tốt đến với tay anh em. Đấy, tiền nào của đấy, mẫu quay như nào sẽ gửi hàng cho em như vậy. Thì Sờ Lung này bây giờ đít lõm và đít bằng có hai mẫu như thế. Đấy, tùy theo anh em muốn căn chỉnh mẫu nào thì căn chỉnh. Đấy, cái giá thì nó có giá chung rồi, không thể bán đắt hơn được. Còn đây là đít bằng này. Đấy, 4.5 đít bằng. Thì loại này thì chuyên dùng cho PCP thôi nhá, tiệp sáp Innova, sáp Tiger không dùng được, chuyên dùng cho PCP thôi. Đấy, nhà em có mỗi mẫu như này đấy để cho anh em trải nghiệm. Còn mẫu đít bằng thì anh em chơi nhiều rồi nên anh em thừa biết thì vấn đề đấy. Đấy, đít bằng thì anh em chơi nhiều rồi. Đấy, độ ổn định cực kỳ tốt. Đều đẹp. Đít bằng Sờ Lung nhá anh em nhé. Còn lấm thì bây giờ có hàng rẻ nhất bên nhà em, hàng 350.000 một ký. Loại này thì bao cho anh em, phục vụ anh em đi rừng thôi, 50-60 mét. Đấy, xa hơn thì phải tùy thuộc theo cành của anh em có ngon hay không. Đấy, chất lượng cực kỳ tốt. Nói chung là nhà em thì đa dạng mẫu mã, độ chuẩn cao. Đấy, độ đều, độ đẹp nó có. Đấy, trải nghiệm thử thì biết ngay. Thì đây là hàng chì nhập loại này thì bao test luôn cho anh em, cự ly là 70-80-90 mét. Xa hơn tùy thuộc theo cành và cây củi của anh em. Đấy, 10 viên như một. Đây anh em nhìn xem, cái loại này thì có váy mỏng, váy chung và váy dày. Đấy, đa dạng mẫu mã, anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Nhớ bên em là kẹo không kiểm, không xem hàng. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo.